Hello everyone, welcome back my channel. Rất vui gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong phần assembly content tiếp theo, đó chính là cái thẻ slider ha. Thì đối với cái công cụ slider này, công cụ slider thì cho phép bạn chuyển dọc cái vector của cái phương mà bạn đã chọn ha. Cái gấu slider này sẽ dùng khá là nhiều ha. Thì mình đã chuẩn bị cho bạn một số các cái topic các bạn có thể tham khảo theo và các bạn có thể thực hành ha. Thì bây giờ mình đi vào lắp ráp. Đầu tiên mình add component vào này. Bạn sẽ chọn vào phần Browse ha, rồi nó lên. Bạn chú ý là bạn sẽ vào phần slider mình folder mình để ở phần mô tả, bạn tải về và mở phần topic 6 lên ha, topic 5 ha. Mình sẽ đưa vào các cái bay và cái slider của nó ha, mình sẽ thực hành cho mọi người hiểu được. Ok, mình sẽ đưa vào cái bay trước. Ok, mình sẽ tích ok luôn ha. Dạ, yeah. Nó tự động fix luôn này, đối với các chi tiết đầu tiên này, mình sẽ fix luôn. Ở đây mình sẽ đổi màu đó bằng cách bạn chọn vào đối tượng component và bình dân phím Ctrl G cho mình. Và mình sẽ đổi màu đó ha. Ok. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ đưa cái component thứ hai vào, đó chính là một cái bay và một cái chi tiết tiếp theo ha. Và mình sẽ có hai đối tượng để mình chọn một slider được dọc. Mình sẽ chọn là mu ha. Ra ngoài ha. Tắt cái cam cốt. Ví dụ hai đối tượng như thế này, cái slider của mình thì nó sẽ trượt dọc theo cái đối tượng này ha, theo cái rãnh này. Hai đối tượng liên kết với nhau. Thay vì các bạn đối với các phiên bản Enix 12 được xuống thì các bạn thấy rằng buộc là center này, hai mặt phẳng này là nó symmetric với nhau này. Được chưa? Tiếp theo đó chính là bạn thấy ràng buộc thêm một cái ràng buộc là khoảng cách này, rồi rất là nhiều. Thì bây giờ trong các phiên bản Enix mới thì nó tối ưu cho bạn ha. Và nick đối với cái đối tượng này thì sẽ giúp cho bạn trong phần mô phỏng nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều ha, mô phỏng chuyển động ấy. Ok, thì mình tích vào thì nó có các học thoại như thế này ha. Thì phần geometry nó tu còn trên là các cái đặc biệt. Thì phần assist on first object thì đối với cái đối tượng đầu tiên thì bạn phải chọn đối tượng đầu tiên thì các bạn phải chọn là vector the point assist on second object thì đối tượng thứ hai thì các bạn phải chọn là vector và point ha. Thì vector thì các bạn có trong vector thì nó có rất là nhiều các cái kiểu chọn các bạn có thể chọn ha, hoặc là các bạn có thể chọn theo các phương của mình, được chưa? Point thế là rất là nhiều các cái tùy chọn các bạn có thể áp dụng. Thì trong phần setting này thì nó cũng có một số các cái thông số cơ bản giống như video trước mình đã nói ha, trong cái phần là theo hình vuông này rồi. Thì đối với phần setting thì nó cho phép phần dynamic, cho phép bạn là các cái định vị động ha, còn shock trigger nó chính là cho phép bạn là tạo các cái liên kết ha, move curve on routing object cho phép bạn di chuyển đường cong một cái đối tượng định tuyến của mình ha, dynamic update routing solid cho phép bạn là cập nhật đọc các cái chất xoắn định tuyến ha, những cái môi trường setting này các bạn cứ để mặc định cho mình ha. Ok, và bạn sẽ chọn vào phần là the first đầu tiên thì bạn sẽ chọn vào cái vector và cái đối tượng đầu tiên, mình sẽ chọn vào vector này. Và cái điểm point bạn chú ý là bạn chọn điểm point ở giữa ha, hai đối tượng này, mục đích mình muốn ràng buộc nó lại với nhau thì vector thì bạn chọn hướng chỗ nào cũng được ha, nhưng mà điểm point các bạn chú ý là hai điểm point nó sẽ trùng nhau, các bạn chú ý ha. Thì bạn sẽ chọn là điểm point này ha, và vector thì chọn đối tượng vector thứ hai thì bạn cũng chọn vào vector, tùy ý không cần quan trọng, nhưng mà phương hai vector này nó phải trùng phương với nhau ha. Và cái điểm point này, hai điểm point này nó sẽ trùng với nhau, bạn sẽ chọn vào point thứ hai và bạn sẽ chọn một phần grid chọn tạo khớp. Ok, ok. Đấy, thì nó sẽ tự động tạo cho bạn một cái gọi là một cái cơ cấu trượt như thế này ha, slider trượt dọc theo cái đối tượng theo cái phương của mình. Bây giờ mình có thể sử dụng move component để bạn có thể kiểm tra ha, kiểm tra bằng cách sử dụng move component. Thì khi mà các bạn đối tượng mặt ràng buộc như thế này rồi nhưng mà bạn chưa ràng buộc bằng cách thì bạn có thể là chọn vào các cái đối tượng trong này ha, đút vào trong cái thẻ này ha, bạn sẽ vào thẻ content navigation các cái ràng buộc lịch sử ràng buộc của mình, buộc bạn thì này, chỉ cần slider bạn cứ kích đúc vào và để ý lại thôi. Thì trong phần này thì nó cho phép bạn là distance giới hoặc cách, ví dụ như khoảng cách là bằng 5 này. Khi mà các bạn thiết kế thì các bạn ý là phải tính được là các cái cấu trượt của mình nó sẽ trượt là min, giới hạn min, giới hạn max của nó như thế nào thì mình thiết kế nó mới chuẩn được ha. Các bạn chú ý ha, ở đây mình đang giới thiệu cho các bạn hiểu được. Thì khi mà các bạn giới hạn được khoảng cách như thế này thì các bạn sẽ biết được cái đối tượng của mình cần khoảng cách bao nhiêu để mà cơ cấu của mình có trượt dọc theo đối tượng ha. Ok, khi mà bạn giới hạn khoảng cách thì khi đó thì nó sẽ không trượt được ha, không trượt, tại vì bạn đã rằng là fix
fix cái khoảng cách nó lại được, có nghĩa là cố định cái khoảng cách từ cái điểm point ban đầu này, cái này là 50 rồi, nó không di chuyển được. Khi bạn muốn di chuyển được thì bạn muốn test cái thử nghiệm của mình thì bạn phải tích bỏ phần distance, và bạn sẽ phần là distance limit, giới hạn khoảng cách, bạn sẽ tích vào hàng này ha, và bỏ cái tùy chọn thì bỏ cái tùy chọn này đi. Khi mà bạn bỏ tùy chọn này đi thì trong phần distance limit này thì bạn có thể giới hạn min và giới hạn max. Giới hạn max upper limit, giới hạn max của nó là 50, giới hạn lower, giới hạn thấp nhất của nó là bao nhiêu thì bạn thì sẽ nhập vào ha. Ví dụ như mình sẽ cho nó chạy từ khoảng cách 0 đến 50 thì bạn sẽ tích vào ok, và bạn sẽ cho ok, bạn chọn move commanding. Bây giờ bạn chọn move commanding, bạn chọn commanding là cái đối tượng của mình ha, và bạn sẽ chọn vector speed load ra, nó chỉ chạy trong khoảng cách là từ 0 đến 50. Thì khi mà bạn có khoảng cách như thế này rồi thì bạn sẽ biết được là cái hành trình thiết kế của nó sẽ là cần khoảng cách là bao nhiêu là đúng ha, và đối tượng của nó như thế nào ha. Đây thì nó trục dọc theo khoảng cách từ 0 đến 50 như vậy. Đó là ý nghĩa của lệnh slider ha, cho phép bạn trượt dọc theo vector và cái phương mình đã chọn thôi. Rất là đơn giản, và đối với cái cơ cấu slider này thì trong thực tế mình áp dụng rất là nhiều ha. Rồi ok, bây giờ mình đi vào thực hành thứ hai thì bạn sẽ chọn là new này. Tiếp tục ha, mình sẽ chọn vào cái thực hành thứ hai new. Rồi bạn sẽ chọn ok, mình sẽ vào môi trường assembly và bạn sẽ mở cái topic 6 này lên ha. Ok, bạn chọn add component này vào, bạn chọn round. Nó sẽ mở đến cái thần topic 6 ha. Mình đã chuẩn bị cho bạn rất là nhiều cái topic này. Thì trong này sẽ nó cũng có một số cơ cấu ha, bạn có thể mở lên tham khảo ha. Đây cái này nó khá là đơn giản nên mình chuẩn bị cho bạn hai cái chủ đề cho các bạn có thể tham khảo thêm thôi. Ok. Và mình sẽ vào topic thứ hai, mình sẽ chọn vào thanh trượt và ray trượt và thanh trượt ha. Thanh trượt và ray trượt chưa? Mình sẽ chọn vào thanh trượt thì các bạn nào mà làm về tự động hóa, thiết kế về máy tự động hóa thì đối với cái ray trượt và cái thanh trượt này các bạn gặp rất là nhiều ha. Nó rất là khá là cái này là hầu như là đối với tự động hóa thì cái nào có thanh trượt và ray trượt. Ok, mình chọn một thanh trượt. Ok, xin chọn vào thanh trượt ha. Và mình chọn ok luôn. Các bạn chú ý khi mà bạn add comment vào thì bạn nên chọn vào phần là entry path thôi. Ok. Đấy, mình chọn là entry path ha. Khi mà bạn chọn vào entry path này thì nó sẽ tự động mà mặc định là vừa về góc tọa độ giống với góc tọa độ thiết kế của mình, và nó sẽ tự động fix lại luôn cho bạn đối với cái đối tượng đầu tiên. Từ các bạn chú ý là nên fix các đối tượng đầu tiên và khi mình đưa vào ha. Từ các đối tượng sau thì các bạn hãy ràng buộc, nếu mà không fix đối tượng đầu tiên thì bạn rất khó là ràng buộc đối với các đối tượng tiếp theo. Ok, mình sẽ chọn vào phần add component. Mình chọn vào đối tượng hai, đây là thanh trượt, bây giờ mình chọn ray trượt. Ok, mình sẽ chọn vào phần Blindman, chọn một phần move component và chọn speed origin ha, tích vào. Đây mình sẽ move và di chuyển các đối tượng của mình xoay theo các phương, các hướng của mình cần thay đổi ha, tích ok thôi. Yeah, rất đơn giản ha. Rồi thì bây giờ mình cứ làm việc là gắn một cái đối tượng của mình. Ở đây mình sẽ đổi màu cái đối tượng này cho các bạn có thể tham khảo. Chọn vào đối tượng là component thứ hai, mình nhấn tấu phím Ctrl C để mình đổi màu đó. Chọn vào vàng màu, sẽ chọn vào màu xanh. Ok, màu xanh. Rồi, đây. Đây, mình sẽ đổi ra màu đây. Ví dụ như vậy. Thì bây giờ mình muốn là nó trượt dọc theo cái đối tượng này, hay trượt dọc theo đối tượng này. Thì khi mà thế này ha, mình sẽ bắn ốc từ trên xuống ha, và bên dưới này sẽ có một cái tấm ha, để mình bắn bắt pin vào. Ok, rồi mình sẽ ràng buộc bằng cách mình chọn vào phần là mình phải chọn được, mình phải nhìn vào đối tượng, mình muốn phân tích đối tượng đó ha, mình sẽ chọn là mét này đi ha, tại điểm point này đi ha. Tương tự đối tượng này mình sẽ chọn là điểm point này. Bạn sẽ nhìn là sự đồng quan giữa hai đối tượng, nếu mà mình ra buộc cho nó dễ dàng thôi, không có gì cả. Ok, mình chọn vào assembly constraint, tiếp tục mình chọn vào phần slider cho phép bạn ra buộc này để dọc theo đối tượng, để dọc theo phương mình. Vector chọn vector thì bạn chọn chỗ nào cũng được, không quan trọng nha, chứ là hai vector nó đồng phương với nhau là được. Nhưng điểm point, và chú ý là hai điểm point nó phải trùng nhau, nên là bạn phải chọn cùng một point này. Khi mà bạn chọn đối tượng thứ hai thì bạn phải chọn là vector thì bạn chọn chỗ nào cũng được thôi, nhưng mà điểm point bạn chú ý là phải chọn là hai đối tượng nó trùng nhau nên phải chọn cho đúng. Mình sẽ chọn vào cái tạo mới. Ok, rồi theo ạ. Khi mà bạn chọn vào cái đối tượng này rồi thì
các cái mục ở dưới thì các bạn cũng không cần quan tâm lắm ha. Phần em này, phần setting cài đặt này cũng giới thiệu sơ qua một số cái mục và ý nghĩa thông số của nó rồi. Nhưng mà phần em này một phần trên này thì bạn không cần quan tâm ha. Đây là các cái hiển thị ràng buộc khi mà các bạn chọn vào phần SMB phần trên này thôi. Ví dụ như bạn tích bỏ các đối tượng thì bạn chỉ trong phần này nó sẽ không có nữa ha. Đó là phần enable là phần hiển thị thôi ha. Được. Như bạn chú ý là cái thằng này cũng không quan trọng đâu. Ok, phần enable này bạn hiển thị thôi. Đấy ha. Rồi. Khi mà bạn ràng buộc rồi đối tượng rồi thì khi mà bạn muốn gia hạn khoảng cách này là bao nhiêu người bạn cứ chọn từ một đối tượng và sẽ mua ha. Ví dụ như bạn muốn chạy nó khoảng cách là bao nhiêu ha. Thì bạn cứ việc là ràng buộc khoảng cách thôi. Rất là đơn giản ha. Đó, thấy không? Bạn chỉ cần ràng buộc khoảng cách của nó thôi. Khi bạn mô phỏng chuyển động phần animation motion trong NX thì nó sẽ rất là đơn giản thôi cho bạn. Và khi mà bạn ràng buộc chính xác thì bạn lấy lại các ràng buộc này bạn đưa vào môi trường animation thì mô phỏng rất là nhanh. Ok, mình sẽ cắt ra cho bạn theo hướng view chọn ra phần các phiên bản NX khác nhau thì nó sẽ có cái giao diện thì nó cũng khác nhau nhưng về lệnh thì nó vẫn giống nhau nhé. Phần giao diện thì nó sẽ được có một số vị trí chọn phần edit selection. Sẽ cắt cho bạn xem này, mình làm cắt dưới này có cái bay mình sẽ bắn ốc xuống từ trên xuống này, rất đơn giản ha. Là ý nghĩa của lệnh slider trong phần động tác của mình ha. Ok, chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.